Xin chào các bạn, mình là Ngọc Tuyên. Chào mừng các bạn đến với cái video của mình ngày hôm nay. Thì nhìn trên màn hình của mình thì các bạn cũng thấy mình đang chỉ vào đây là dự án CoreDAO. Vậy là dự án CoreDAO của chúng ta đã list lên sàn được mấy ngày rồi đúng không các bạn? Và hôm nay mình làm video để mình cập nhật xem CoreDAO nó có cái gì mới hay không và chúng ta nên làm gì với đồng CoreDAO ở cái thời điểm này. Thì ở đây mình vào cái trang chủ Twitter của CoreDAO ấy, thì hiện tại bây giờ mình cũng chưa thấy nó có cập nhật những cái gì mới đâu các bạn ạ. Đấy, thì cơ bản là những cái thông tin thì vẫn là từ hai hôm trước mình đã cập nhật cho các bạn ấy. Thì ở trên trang chủ của CoreDAO này hiện tại thì bây giờ họ vẫn chưa cập nhật cái gì mới cả, vẫn là những cái thông tin cơ bản từ hôm trước ấy. Và bây giờ mình sang cái phần giá này để xem cái phần giá. Thì nhìn vào đây chúng ta cũng thấy đó là cái đồng Co này hiện tại bây giờ nó đang đi sideways, gần như là đi ngang 3-4 hôm nay thì gần như là đi ngang, nó không có sự thay đổi. Và nó chỉ có 1-2 lần nó rút chân ở mức khoảng 2,5 đô la. Về ở bên này thì cũng vậy, mình xem ở đây thì nó cũng vẫn là chỉ có đi ngang. Với cái mức giá này thì nó cơ bản là đang chờ cái tín hiệu của Bitcoin các bạn ạ. Ví dụ như là Bitcoin cũng từ ngày mùng 10 đến cái thời điểm hiện tại thì gần như là nó cũng đi ngang, nó đi sideways, nó không có sự thay đổi về giá mấy. Ở chỗ này nó chỉ là một hai cái cây nến mà nó cắm xuống, nó rút chân trước trước cái thời điểm mà ra cái tin tức CPI á. Đấy, nó chỉ là để thanh lý lo sợ thôi. Cơ bản thì giá Bitcoin nó vẫn đang đi ngang. Về cái đồng Co này thì ngay cái thời điểm đầu tiên mà khi mà nó mới ra ấy, thì mình cũng nói luôn với các bạn đó là mình sẽ chờ cái thời điểm đó là cái đồng Co này nó về mức giá khoảng 2,5 đến 2 đô thì mình sẽ cân nhắc là mình có mua hay không. Nhưng mà mình vẫn nói là mình sẽ dựa vào cái giá của đồng Bitcoin đúng không? Như chúng ta cũng thấy ở đây, hiện tại bây giờ cái giao dịch mua bán nó rất là ít, nó ít, rất ít lệnh mua và rất ít lệnh bán này. Thì gần như là mọi người không vào giao dịch mấy. Thì về cái đồng Coin này hiện tại bây giờ ấy, nó đang đi ngang, nó đang sideways, nó đang chờ những cái tín hiệu của Bitcoin. Nếu mà trong trường hợp mà Bitcoin bây giờ sập thì chắc chắn là đồng Coin này nó sẽ sập về khoảng mức 2 đô các bạn ạ. Ví dụ như Bitcoin nó xuống khoảng 300-400 giá chẳng hạn, nó về mức khoảng 21.000 đô hoặc là về sâu hơn tí nữa thì cái đồng Coin này nó sẽ về mức giá khoảng 2 đô. Thì đến đây sẽ có rất là nhiều bạn sẽ hỏi mình đó là có nên mua ở cái mức giá này hay không. Theo mình thì với cái mức giá là 2,8 này thì các bạn chưa nên mua. Nếu mà các bạn có đặt lệnh mua thì các bạn đặt một cái lệnh mua ở mức giá là 2,5 đô và đặt thêm một cái lệnh nữa ở mức giá 2 đô. Đấy, thì ví dụ như Bitcoin nó có giật dâu xuống thì nó sẽ về cái mức giá khoảng 2,5 đấy thì nó sẽ khớp. Thì sau khi mà nó hồi lên thì các bạn bán thì các bạn sẽ có lợi nhuận. Còn đâu các bạn không nên là mua luôn với cái mức giá 2,8 này các bạn nhá. Kể cả trên trang chủ của đồng Co này, hiện tại bây giờ nó cũng đang chờ đợi xem mọi người như thế nào. Và cái dự án Co này nó cũng đang chờ xem mọi người có xả nhiều nữa hay không, hay là có những cái lực mua hay không. Ví dụ như dự án nó vẫn thấy đó là còn nhiều người mà giữ nhiều cái đồng Co ấy thì chắc chắn là họ sẽ tiếp tục còn xả nữa các bạn ạ. Còn đâu nếu mà đến thời điểm này mà gần như là anh em mà đã xả hết rồi thì chắc chắn là sau một khoảng thời gian sideways nó sẽ có một cái lực đẩy một chút. Còn đâu là nó vẫn phải phụ thuộc vào giá Bitcoin. Nhưng mà theo mình nếu mà các bạn mua thì các bạn nên đặt giá là 2,5 và mức giá 2 đô. Nếu mà nó khớp được thì sau khi nó hồi lên các bạn bán, các bạn có lợi nhuận. Thì mình sẽ luôn luôn cập nhật những cái tin tức sớm nhất, nhanh nhất về cái đồng Co này. Thì các bạn hãy cứ luôn theo dõi sát sao cái kênh của mình sẽ luôn cập nhật cùng các bạn nhé. Và video về cập nhật về giá của đồng Co của mình đến hôm nay là kết thúc. Nếu mà các bạn thấy hay thì các bạn hãy cho mình một like và chia sẻ đến với những người bạn đang cần. Và hãy đăng ký kênh YouTube Crypto News của mình để được cập nhật những cái video vô cùng có giá trị về thị trường cryptocurrency. Trong kênh mình làm rất là nhiều những cái video hay về cái thị trường crypto. Và ở đây mình cũng mới cập nhật một con baby dog, nó đang rất là hot ở trên những cái sàn mèo chẳng hạn. Đấy, thì các bạn có thể vào xem mình phân tích các bạn nhé. Và video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.